Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngày 21 tháng 7, Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông tin, vào 4 giờ 32 phút cùng ngày, tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xảy ra trận động đất có độ lớn 4,1. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,068 độ vĩ Bắc, 105,446 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Về nguyên nhân động đất, Viện Vật lý Địa cầu Lý Giải, huyện Ngọc Lặc nằm trên nhánh của đới đất gãy cấp 1, sông Mã, dài hơn 300 km. Nhánh này từ lang Chánh kéo dài đến Ngọc Lặc, hơi uốn cong về phía nam rồi kéo dài ra phía bờ biển, chiều rộng khoảng 5 đến 8 km. Trên đất gãy có thể xảy ra động đất 6,5 đến 7 độ. Trên mạng xã hội, nhiều người dân huyện Ngọc Lặc và các huyện lân cận của tỉnh Thanh Hóa cũng cảm nhận được rung lắc của trận động đất này. Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng như tiếng sấm nhỏ, sau đó thấy giường rung rung khoảng 10 giây. Chị Lê Thị Trang chia sẻ: "Em ngủ ở nhà mà rung nhà, rung giường giật mình dậy, em còn tưởng sấm hay gì, khi chạy ra ngoài thì không thấy gì. Khi trách lại camera thì mới biết là động đất kéo dài chừng 12 giây." Chị Thu thông tin: "Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Tại Việt Nam, các trận động đất từ 4 đến 4,9 độ được đánh giá là các trận động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận được động đất, nhìn chung không gây thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay 21 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành báo, cơn bão số 2 năm 2024. Hồi 7 giờ, vị trí tâm báo ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông. Trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo, mạnh cấp 8, 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Đến 1 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km một giờ, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay 21 tháng 7, thời tiết Bắc Bộ sáng sớm mưa rào và rông, có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rông, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 30 đến 70 mm, có nơi trên 120 mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ đêm nay mưa lớn giảm dần. Khu vực Trung Bộ mưa rào và rông, có nơi mưa to, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm, mưa tập trung vào chiều tối. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào, có nơi mưa to trong mưa rông khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan chức năng cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang và Lâm Đồng. Trên biển hôm nay, thời tiết rất xấu, vùng áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành báo trong hôm nay. Do đó, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Riêng khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Mới đây tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa 18, ông Trịnh Văn Ngọc, giám đốc Sở Tài chính cho biết qua giả soát sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thôn, toàn tỉnh có 245 cơ sở nhà đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý. Trong đó, cơ sở dôi dư thuộc các sở ban ngành cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước quản lý là 11, 234 cơ sở nhà đất dôi dư thuộc các địa phương quản lý. Toàn tỉnh có 35 tài sản công của các cơ quan trung ương đã xử lý xong 15 tài sản. Tại huyện Can Lộc, trong số 3 trụ sở là Viện Kiểm sát huyện, Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, chỉ cục thuế đã xử lý xong hai tài sản, chỉ còn lại doanh trại ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc cũ. Bí thư huyện ủy Nghi Xuân Đặng Trần Phong, tổ đại biểu huyện Can Lộc nêu vấn đề, hiện nay toàn tỉnh có 7 trụ sở huyện đội cũ, như tại Can Lộc gần chục năm nay để không, rất nhiều lần cử tri nhân dân kiến nghị vì để hoang gây phản cảm, nhân dân nói nhiều rồi nhưng không thấy giải quyết. Ông Phong chia sẻ, trụ sở sáp nhập xã để hoang, lãng phí thì lãng phí thật, để bò vào thì được, còn nếu địa phương cho ai mượn thuê để quản lý sử dụng ngắn hạn thì lại vi phạm, vì vậy cần mạnh dạn đưa ra chính sách nào phù hợp hơn để tránh lãng phí. Theo quy định, nhà đất thuộc cơ quan trung ương phải được đơn vị trình bộ, cơ quan trung ương chủ quản và Bộ Tài chính hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp nhà đất. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có trách nhiệm phối hợp và tham gia ý kiến theo đề nghị của các bộ ngành. Do vậy việc xử lý các cơ sở nhà đất thuộc nhóm này phụ thuộc phần lớn vào tiến độ phê duyệt phương án và xử lý của các cơ quan trung ương. Điều này dẫn đến một số cơ sở nhà đất, mặc dù địa phương đã đôn đốc, phối hợp và có văn bản, có ý kiến kịp thời, tuy nhiên vẫn còn chậm trễ trong phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp. Theo ông Ngọc, giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, thời gian tới Sở Tài chính sẽ tham mưu thành lập tổ công tác để trực tiếp đôn đốc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý đối với các trụ sở, tài sản công dôi dư do sắp xếp các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ngày 20 tháng 7, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ động cơ của bốn đối tượng giả danh cán bộ cấp cao quân đội và công an. Trước đó, chiều 18 tháng 7, khi làm nhiệm vụ tại cảng Sa Kỳ, lực lượng biên phòng cửa khẩu phát hiện nhóm hành khách gồm 4 người qua cửa kiểm soát ra đảo Lý Sơn, trong đó hai người mặc quân phục, một người đeo cấp hàm thượng tướng, biển tên Bùi Đức Thắng, người còn lại đeo cấp hàm đại tá, biển tên Nguyễn Ngọc Thuần. Nhận thấy nhóm hành khách này có biểu hiện đáng nghi ngờ, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập tổ công tác phối hợp với công an kiểm tra hành chính khi họ trở lại cảng Sa Kỳ. Qua quá trình làm việc đấu tranh thì bốn người gồm có Bùi Đức Thắng sinh năm 1966, quê quán ở Thái Bình, nơi thường trú tại Hà Nội, mặc quân phục quân đội mang hàm thượng tướng, Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1975, trú Hà Nội, mặc quân phục quân đội mang hàm đại tá, Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 2001, trú tỉnh Thanh Hóa, khai là cận vệ, Lê Kim Bình sinh năm 1961, trú tỉnh Vĩnh Phúc, thường trú tại Hà Nội, tự giới thiệu là thiếu tướng công an. Cả bốn người đều khai nhận là giả. Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết, qua kiểm tra hành lý của nhóm người giả làm thượng tướng, đại tá, đã phát hiện số tiền lớn được bỏ trong nhiều phong bì. Số phong bì này ghi tên của thượng tướng giả mạo là ông Bùi Đức Thắng và đại tá giả Nguyễn Ngọc Thuần. Cơ quan chức năng đã kiểm đếm được 197 triệu đồng và 3.800 đô la Mỹ. Khi được hỏi về việc mang quân hàm thượng tướng và đại tá, ông Thắng và ông Thuần cho biết vì thích bộ đội nên đã đeo. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.